Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc máy chụp hình DSLR mới nhất của Sony, là Sony Alpha A290, một chiếc DSLR đánh giá là bình dân và có mức giá khá hợp lý. Sản phẩm này đang được bán với giá là 9,9 triệu do Sony Việt Nam bán luôn và được bảo hành 2 năm. Mình sẽ đập hộp chiếc máy này. Chúng ta thấy ở trên này Sony vẫn để quá nhiều sách, lúc nào cũng quá trời sách hướng dẫn. Ở đây là đĩa phần mềm, thì chiếc máy của ta chúng ta nằm dưới này. Đây là ống kít 1855, ống kít này có giá trị khoảng 3 triệu khi mà bán rời. Đây là A290 được bảo vệ cẩn thận. Ở bên này thì chúng ta có một số phụ kiện như là pin, dây đeo, cái miếng bảo vệ và sạc, đầu chuyển sạc, dây cáp sạc. Đây là adapter để sạc pin, thì mình sẽ gắn pin vào máy. Các bạn có thể thấy thì A290 có thiết kế khá nhỏ nhỏ, phù hợp cho những người mới biết dùng DSLR. Ở cái phiên bản trước là A230 thì cái phần bán này nó không có như vậy, nhưng mà Sony đã cải tiến để cho người dùng cầm thoải mái hơn. Có thể thấy tay mình bám vào đây, hợp chụp. Màn hình này là màn hình 2,7 inch, máy có độ phân giải 14.2 megapixel. Đây là cảm biến và gương lật. Gắn ống kính này vào. Đây là chọn bộ kit của A290 với giá khoảng 10 triệu đồng. Cái menu của máy. Khi gạt cái công tắc này qua thì chúng ta sẽ có hai cái khe thẻ ở đây, là thẻ SDHC và thẻ MS. Khi mà muốn dùng thẻ nào thì bạn sẽ gạt cái công tắc về phía đó. Ở bên này là cổng mini USB để kết nối với máy tính. Và đây là cổng HDMI mini để xuất hình ảnh trực tiếp ra TV luôn. Bạn không cần phải dùng các cái cổng chuyển đổi nữa. Ở bên này là nguồn cái cắm sạc. Cách điều khiển được Sony đơn giản hóa cho người mới biết sử dụng. Thì cái đặc điểm của máy là flash không có nút mở riêng mà người dùng phải tùy chỉnh. Ví dụ như mình bấm để fill flash thì bấm vào đây thì flash sẽ hiện lên. Flash sẽ đánh cái hơi cao lên. Ở trước thì chúng ta có một nút cái vòng xoay vừa để chỉnh khẩu độ vừa chỉnh tốc độ. Đây là cái vị trí mà tay người dùng bám vào, chỉnh AV hay là zoom hình ở đây. Phím FN đặc trưng của các dòng máy Alpha. Rồi, xin cảm ơn.